đây là ly, ly lớn 10.000. Đây thịt dừa nè cô chú, thịt dừa có thơm luôn. Ly lớn 10.000, ly nhỏ 5.000. Cả chung hết luôn hả? Ở quê. Ly nhỏ 5.000 chị. Cái này là gì? Còn cái ly này nhiêu? Cái đó sữa đậu phộng 10.000 chị. Ồ, ly sữa đậu phộng 10.000. Sữa đậu phộng ngon lắm. Em nó nguyên chắc nấu đặc chứ không có lỏng. Chỗ khác thì ta nấu lỏng. Không, lấy ly nhỏ thôi, lấy ly 5.000. Không, không tốn tiền. Thoải mái, thoải mái. Bảo bị đi hay là mình uống đi. Ồ, vừa xong tối có người ngồi đây là sao? Ai muốn tới ngồi ngồi hả? Tối không có, tối có cái cô gì hồi bữa có ngồi đây nè, bán bánh bèo, người đối diện, người đối diện. Ô, bên chùa hang bắt công an bắt xe bắt rồi, công an mới luôn ở đây đi, đẹp lắm, đẹp lắm, chị xíu vậy mấy con nhé, thế nào nữa không ơi chị, rồi chưa, lấy cho chị ly này nữa nè, ê, cái đậu xanh. Ê, đứa đầu ăn lấy ngon lắm nè cô chú anh chị, một lần về quê là cứ ghé mấy cái tiệm nhỏ như gì ăn nè cô chú, ngon mà rỉ nữa. Đó, bà nói thôi con bịch đó nè. Đại gia đình nhà em nè nha cô chú anh chị. Đại gia đình nhà em nha cô chú anh chị nha. Một lần về quê là đi xuống biển ăn những cái món ăn đơn giản. Rồi ăn những cái quán nhỏ nhỏ gì nè, nó rỉ mà nó ngon lắm nha cô chú anh chị. Đặt sạch sỉ luôn á. Cái ly này mấy ngàn? Ly dầu má 10.000, ly nước cam 10.000. Này cái gì đây? Sữa đậu xanh. Ê, uống sữa đậu xanh ngon hơn đậu phộng luôn. Đậu xanh. Ly này 10.000. Cái ly thịt dừa 5.000 hả chị? Ô, nhân xăm sâu 6. Thì em có ấy đi tí nữa. Đếm cho em đó nha, để tội đó lắm á. Ừ, không có ấy đâu em. Dạ không, mình không có sợ thời gian, sợ lộn xộn. Uống ly đếm ly. 1 2 2 ly kiều. Còn có cho gì năm nữa. Mày ăn gì? Ủa tiền đâu? Tiền đâu? Lấy 3 ly nữa. Biết. Cứ đưa bà đâu. Tiền trong đây nè. Không phải đây nè. Có nè. Rồi chờ cô múc xong thì ăn cái gì? Tiền tao đưa mày đâu? Tiền nè. Thôi em có tiền nè. Lục có đổi thừa cho lát. Rồi đem ly xong rồi. Vô xe ra kìa, vô chị. Rồi cho chị ly thạch dừa đó. Đi đâu ạ? Nè thằng này nữa nè. 40, 60 rồi sắp đi ngang hết. Để em nghĩ vô nha. Rồi. Đi đâu rồi?
Ồ, em pháp cho mẹ uống miếng thôi. Bên này bánh xèo ở đâu quá? Ở trên, ô giờ bánh xèo ngon nè. Ở trên chùa học đó, ở bên. Ở trên chùa học Quốc hội đối diện. Chứ cho đã xong vô là phải dán học nghe chưa con? Bây giờ tắm không về, tắm về. Không phải đâu. Con ăn không? Nè, con ăn thử cái ổ bánh mì dồi đây đi. Hấp dẫn luôn. Trứng, thịt đồ nè. Đi ăn. Ăn đi. Quên. Phim rồi ăn bánh mì không? Quên phim rồi. Nè, cắm con miếng về hả? Ồ, bánh trứng cuốn được. Đúng rồi, dắt mấy đứa đi hết đồ cho nó. Đi lên hát bộ đồ ăn nhiều lắm con. Mà thấy nó lạ. Được, cậu ăn thôi. Chứ không được cậu quên. Bắt phù quá. Chạy tập không, chạy tập phù lắm. Rồi cho chị hỏi người thầy phụ. Chạy đâu có tập phù thôi. Tập phù. Giờ rẻ không cũng được. Mì này ngon lắm. Ủa, cái giò thì về kêu sức cứu không sức nè, thấy chú không cái sức bảy màu vô khô nè, cái chai hút này trước á, đâu trời không có đâu, cái màu sao mà lắm khô, sức bảy màu được mà nó chưa có sức được đâu, mà ngủ lại cái sao mà nha, sức tự khô nè, hả, ngủ mày, mày lại cái sao mà về luôn, mày lại cái sao mà chồng, cái đầu tiên, chơi chưa rồi, đã phải có, làm tí đi vào bữa. Công nè. Rồi đi qua biển đó. Rồi đi nha. Đó, 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 đó. Thấy một bổ thôi không có làm đôi chị. Tại anh sợ mập lắm. Con chửi qua biển cái này không? Con mang đứng này được. Con mang nó dí vô trong chùa hang luôn. Nó lên chùa nó bắt mấy thằng ta ôm cả đống ba. Chứ nó làm căng lắm. Thằng ta không được nó bắt hết. Đầy xe luôn. Nó đẩy lên cái xe chở. Chở của nó đầy luôn ai cũng chữ. Thôi người ta chửi quá hết rồi. Xong bánh mì này ngon mà chạy đơn qua. Ai bắt con bằng lá. Ừ, không có bằng lá mà chạy chậm. Cái gì hơn nó chạy lên cái gì, cái chỗ mà cái gì, bãi đá con đứng ngay đó bắt. Mấy ngày lễ nè. Ở trong đó cũng vậy. Bố tiết luôn. Mình thấy đâu à? Lấy siêu con rồi, bỏ lấy siêu con hả? Chưa. Thì bằng hai bánh. Hai bánh bắt đầu. Cùng. Bắt đầu chắc. Gần nhà. Cho chung có giấc tiệm đó hả? Cho chung. Không có bằng lấy cho mình chạy thành phố đó. Được rồi. Bởi lòng rồi thì có em được rồi. Vậy 15 ngàn á nghe. Mấy nhiêu rồi em? Có kè, tiền trong vỏ. Tiền vỏ. Có. Đây là cái là đậu là cái đậu. Thì cho đóng đi. Chủ thì đóng ra một. Nó bắt cái vụ gì bên đó quá trời, nó đẩy xe lên. Nó đẩy xe lên, không biết nó bắt cái gì mà nó đẩy xe, mấy là nó lên. Còn mấy ta ôm á, sạch tinh 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 cũng bắt ơn. Mua ăn đi Quỳnh. Ăn ăn. Mua ăn ăn không? Mua luôn. Mua thêm ổ, cho cho ổ nữa đi chị. Cho ổ nữa thì chắc làm ngay. Có bánh mì chay rồi hả? Trời quá mẹ. 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 Trời quá mẹ
đừng bỏ cay. Ổ sau đừng bỏ cay chị. Ổ sau đừng có bỏ cay. Tắt nha.